Xin Chào mọi người, lâu lắm mình không livestream nên là hơi bị hồi hộp hồ với mọi người ạ. Chuẩn bị cũng hơi bị uh, lung tung ấy. Chào mọi người nha, Xin chào các bạn ở trên um, Facebook này, trên uh, cả kênh TikTok của mình nữa. Um, và rất là lâu rồi mình mới quay trở lại livestream và như các bạn cũng thấy đấy, đây là một trong những cái buổi livestream buổi livestream số 2 nằm trong chuỗi CD livestream 8 tuần đếm ngược đến kỳ thi tháng 7 năm 2024 của Dũng Mori. Và không biết là các bạn đã nhận được những cái lịch uh, livestream của bọn mình chưa? Ừ. Lịch livestream của chúng ta sẽ là từ thứ hai đến thứ sáu mọi người nhé. Trên tất cả các nền tảng mạng xã hội của Dũng Modi bao gồm cả Facebook, cả TikTok và kênh YouTube thì sẽ được up lại, uh, up lại clip sau đó. Và cái giờ livestream thì bọn mình sẽ chọn vào cái khung giờ buổi uh, sáng và buổi trưa. Tức là buổi sáng ở bên Việt Nam là 9 rưỡi đến 10 rưỡi còn bên Nhật thì sẽ là tương đương khoảng độ. Uh, 11 rưỡi đến khoảng 12 rưỡi là cái giờ ăn trưa các bạn đúng không? Thế nên là tranh thủ cái thời gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau vào livestream à, xem ôn lại kiến thức gọi là 8 tuần livestream để bức tốc đến kỳ thi tháng 7 cùng với chúng mình nhá. Ok và hôm nay lịch của mình sẽ là một buổi livestream cho các bạn về phần đọc hiểu của N3, N2. Nói chung là Trước khi mà lên cái lịch livestream này mình cũng nghĩ, nghĩ suy nghĩ rất là nhiều bởi vì là thường làm những cái bài đọc hiểu thì uh, các bạn sẽ không có nhiều thời gian để dành ra để cùng luyện đọc ngay trực tiếp trên sóng livestream đúng không? Nhưng mà vì đây là một cái phần kiến thức mà mình thấy là các bạn đi học N3, N2, N1 các bạn băn khoăn rất là nhiều nên là mình quyết định cho vào một uh, buổi phần đọc hiểu, like của N3, N2 như thế này để chúng ta cùng nhau à, học qua những cái như kiểu là những cái mẹo này, những cái cách mà chọn được đáp án nhanh à, để mà đi thi thôi. Còn để mà học được về toàn bộ những cái kỹ năng về đọc hiểu thì nó sẽ cần rất là nhiều thời gian mọi người ạ. Ví dụ như trong những cái giờ học mà học N3, N2, N1 của chúng mình, à, những cái lớp như viết 500 chẳng hạn, thì các bạn sẽ đi lần lượt từ những cái kỹ năng từ việc đọc lướt này, luyện đọc lướt này, luyện đọc kỹ này, rồi sau đó mới lên những đến những cái buổi như thế này là chúng ta luyện để nhanh Nhanh bắt được cái đáp án, tìm được đáp án nó nằm ở đâu nhá. Thế thì ở trên những cái phần những cái buổi livestream này chúng ta sẽ cùng nhau luyện cái kỹ năng là tìm chúng và đọc đúng nhá mọi người nhá. Ok, đấy là phần uh, mở đầu hơi bị dài đúng không? Mọi người nhìn thấy không? Mình đứng ở bên ngoài thì các bạn sẽ nhìn được màn hình rõ hơn đúng không? Thực ra chỉ cần nghe giọng thôi mà, nhỉ? Cần nghe giọng thôi đúng không? Đấy, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc hiểu N3, N2 nhé mọi người nhé và các bạn để cho mình là chúng ta sẽ cùng nhau vào cái kỹ năng này Ờ, ừ, tìm chúng đọc đúng nó là cái gì thì chút nữa mình mình sẽ vào trong bài cụ thể nhé cái phần đọc hiểu có phải là một cái kỹ năng khó các bạn không khó đúng không rồi thì bây giờ chào nhau xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn nhé thì với một cái buổi livestream như này thì mình muốn là các bạn sẽ có thể cùng nhau làm và cùng nhau uh, tìm ra những cái kỹ năng mà chúng ta cần phải có ở trong một bài đọc hiểu ngay trực tiếp trên bài luôn thế nên là với những cái bài như thế này đầu tiên đây là một bài của thứ ba có bạn nào thứ ba ở đây không ạ các bạn giơ tay cho mình nào ok bây giờ mình sẽ dành cho các bạn khoảng 2 phút nhá, được không ạ hai phút chúng ta làm một cái bài đọc như thế này được không hai phút làm một bài đọc như thế này nhá chứ có khó nhìn không nhở ừ, vẫn rất là dễ nhìn đúng không mình cùng nhau làm này ừ. Ai có đáp án các bạn comment luôn cho mình nhé rồi năm rồi bị đọc bị liệt đọc hiểu N2 đúng không ừ. Thế thì hôm nay hãy cùng vào đây xem xem là uh, vì sao mình lại bị liệt đọc hiểu nhá Ừ rồi có file không ạ Có em có nhưng mà nếu mình nhưng mà các bạn cảm thấy cần file thì các bạn có thể uh, 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 file hả file mình có gửi không nhỉ có hả Ừ bạn nào mà cần file thì comment vào đúng không? Comment thì sau bên mình sẽ gửi file cho các bạn nhé Rồi chúng ta có 2 tiếng À mỗi 2 tiếng <laughs> 2 phút 2 phút mọi người làm Đọc thật là nhanh Một bài tham bưng như này đi thi chúng ta chỉ cần làm trong vòng 4 phút cho mình là tối đa thôi Còn trên livestream thì chúng ta làm Làm nhanh hơn một chút đúng không? Ừ Đấy Mọi người có đáp án chưa ạ? Các bạn nhìn đáp án chưa ạ? Bạn nào mà muốn nhận file thì các bạn cứ comment vào nhé Sau bọn mình sẽ gửi cho Rồi Mọi người, mọi người gửi đáp án cho mình được không? Ừ, lớp N3, N2 online em muốn đăng ký Ừ, để đây xong một chút nữa các bạn sẽ tư vấn nha Rồi Đáp án số 1 hả? Ừ, có bạn à, Mai Cua đúng không? Đáp án số 1 Rồi, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau vào chữa nhé mọi người nhá Các bạn hãy nhớ cho mình là đây sẽ là những cái bước mà chúng ta sẽ cần phải à, làm khi mà đi thi này Đầu tiên, ví dụ vào một cái bài đọc hiểu của N3 chẳng hạn Một bài như thế này Các bạn sẽ cùng nhau nhìn cho mình phân tích kỹ câu hỏi trước nha đọc kỹ câu hỏi trước đây đây chính là cái câu hỏi của chúng ta kono bưng số de wa kare ni <laughs> đô do itte được ka là gì nhỉ theo cái văn bản này thì thì gì đấy người ta nói như thế nào về chúng ta phát hiện ra một cái từ khóa rất là quan trọng trong phần này đó là gì nhở? kare nhé kare là gì hả à, mọi người đến n ba các bạn có biết từ này không ạ kare <laughs> là gì đấy kare <laughs> là món cơm cà ri đúng không món 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 cà ri ấy nhá cà ri thì uh, mình xác định đây sẽ là cái từ khóa của của cái bài này mà chúng ta sẽ cần phải tìm này đọc xong câu hỏi mình xác định từ khóa được rồi bây giờ các bạn sẽ cùng nhau nhìn lướt qua cho mình bốn đáp án được chưa ạ khi mà nhìn lướt qua bốn đáp án như này thì tùy vào cái khả năng đọc và hiểu của chúng ta thì chúng ta có thể gạch chân thật là nhanh những cái keyword mà các bạn cảm thấy rằng là có thể giúp mình nhớ được cái đáp án đấy nó đang đại khái nói về cái gì và mình cũng sẽ gắt theo những cái keyword đấy để mình soi chiếu vào trong cái bài đọc ở bên trên Đấy chưa? thì ví dụ như trong câu số 1 à đây nó đang định nghĩa về từ kare đúng không? Ở trên nào thì bây giờ mình sẽ thấy có những cái từ gì mà chúng ta có thể khoanh được ngay nhỉ? ví dụ như là nihon no ở ờ, là cái món ăn mà rất là hay được nấu trong những cái gì nhỉ? trong những cái gia đình ở Nhật Bản. Thế thì có thể các bạn sẽ không biết từ kate là gì Không sao cả Một là đoán và hai là chúng ta có thể ở Bám theo cái từ khóa này để gì nhỉ Để nương theo nó khi mà chúng ta tìm Ở trong bài đọc ở trên phần trên khi mà đọc lại nhá Câu số 2 này Indonokades Ờ mình sẽ nhìn thấy À cái câu số 2 này thì nó sẽ nói về Indo kare no Còn bên trên nó chỉ bị về kare thôi Thế thì đây cũng sẽ có thể là một cái từ khóa gợi ý cho chúng ta việc khi mà chúng ta đọc ở bên trên nữa nhá. hãy Rồi bên đằng sau này, Nihon ni mo yoku aru zairyou desu À liên quan cái gì đó liên quan đến chữ điều Được chưa nào? ở ờ, cái gì mà kare của của kari à, của Ấn Độ thì hay sử dụng cái gì đấy? Cái nguyên liệu thế nào đó, đúng không? Nguyên liệu có thể ở hay có ở Nhật Bản chẳng hạn. Ờ, ừ, tức là các bạn chỉ cần bám theo cái từ khóa tạm thời cho mình như vậy thôi đã. Nhìn qua bốn đáp án nhá. Câu số 3 này, Europa no kare ne. Ừ, cái này nó sẽ nói về Europa no kare. Thực ra thì các bạn nhìn đấy nhá, một là kare, hai là Indo no kare, ba là Europa no kare. Thì mình có thể bám theo những cái chính các những cái từ khóa này để soi vào trong bài xem là những cái diễn giải của nó nó có ok không đấy. Ừ, một cái từ rất là nổi bật chữ này là gì nhỉ? Koshin điều ne. Cô xin điều là gì nhỉ mọi người nhỉ? Cô xin điều là những cái gì nhỉ? Những cái gia vị mà nó để thêm những cái như là mùi này hay những cái vị cay vân vân nhá thì đấy là cái gia vị để tạo mùi, gia vị để tạo cái vị cay. Hay là câu số 4 này, ba in kare ga daisuki Rồi, thế thì bây giờ khi mà chúng ta đã nhặt được những cái từ khóa quan trọng trong bốn đáp án rồi các bạn quay trở lại bài đọc cho mình. Lúc này chúng ta sẽ gì ạ? À? Chúng ta sẽ tìm đúng cho mình nhé Ờ tìm đúng tức là chúng ta đối chiếu từng cái đáp án một. Ờ tìm từng cái đáp án một này xem ở trong bài nó xuất hiện ở đoạn nào. Được chưa nào? Thế bây giờ ví dụ chúng ta thấy là gì nhỉ? Ờ à, kade đây là một này. Rồi indois Snap Rồi. Thế thì mình sẽ nhìn nhanh được Ví dụ như là gì nhỉ? Ờ cái món kade mà người Nhật rất là thích đúng không? Thì nó xuất xuất phát từ đâu ạ? À? Từ từ Ấn Độ này. Thế xong rồi bây giờ bây giờ tiếp này. Xuất hiện cái Europa của câu số 3 đúng không? Đây, Europa nhé. Cái này nó được gì đấy nhỉ? Nó được uh, lan truyền, được truyền bá rộng rãi ở đâu? Ở châu Âu. Đó. Rồi, thế bây giờ nhìn tiếp này, có những cái từ khóa gì của đáp án nữa ạ? Ờ, Honbanokare nhé. Lặp lại cái từ Kare từ khóa của chúng ta, chúng ta vẫn phải khoanh vào nhé Các bạn biết từ ba là gì không mọi người? ba là gì nhỉ? sẽ là gì nhỉ? Món cà đê ở cái nơi gì nhỉ? Nơi xuất xứ của nó. ở ừ, ví dụ như trong trường hợp này sẽ là món cà đê ở đâu nhỉ? Ở Ấn Độ chẳng hạn, đúng không? Rồi chúng ta thấy cái từ cô xin điều nhé. Đi. Tiếp tục này, có từ gì nữa ạ? Có từ gì mà nằm trong đáp án của chúng ta nhỉ? E dai điều nhé. Ok. Rồi, hay là cái từ kate điều đi, các bạn nhìn thấy ở đâu không ạ? nihon no kate nhé. Nhi no kate thì bạn nhìn đây. Đây. Ờ, kate điều Chúng ta khoanh nhanh, chúng ta tìm nhanh được những cái từ khóa mà xuất hiện ở trong đáp án này ở phần trên rồi Thì bây giờ đến lượt còn lại là chúng ta đọc đúng lại xem là những cái câu đấy Khi mà vào trong bài như thế kia nó có đúng hay không nhá Thế bây giờ mình nhìn này, ở ừ, cái từ kate dio đi Đây, nó sẽ nằm ở đây đúng không? Đây Dio đi, cái món ăn mà được gì nhỉ? Được, được lan truyền từ một cái đất nước xa xôi thì khi mà ở đến Nhật Bản Nihon de ne thì nó đã thay đổi và nó ờ kate dio to nari ne một cụm từ rất là quan trọng cái này đúng không ờ kate dio to nari thì các bạn thấy nhá đây e to đây cái câu rất là quan trọng của chúng ta đúng không ở nhật bản thì nó trở thành một cái món ăn gì nhỉ được nấu ở trong gia đình đó, thế thì ừ, nó sẽ tương cái ý này nó sẽ tương đương với cái cái câu đáp án số số 1 của chúng ta. Câu này đáp án chính xác đáp án số 1 nha mọi người nha. Thế còn câu số 2, các bạn nhớ này khi mà đi thi ấy, cái việc mà chúng ta tìm được đáp án đúng nó chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng đó là các bạn phải luôn luôn cố gắng dành thời gian cho mình để lại trả lời cho mình xem là vì sao đáp án này sai nhá. Và sai sẽ sai ở đâu? Được chưa nào? Thì Mấy hôm nữa chúng ta theo những cái chuỗi gọi là luyện à, đọc hiểu này cùng với chúng mình thì sẽ có những cái buổi mà mình sẽ nói với các bạn là vì cái cách mà để người ta ra một cái đáp án sai nó là như thế nào Nhưng mà ngay từ ngày hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn từng người đáp án sai là nó, nó sẽ có những cái cách nào mà người ta hay cho sai nhá Ví dụ câu số 1 này Indo nhé Cái món kare của Ấn Độ thì nó sử dụng nguyên liệu mà rất là hay có ở Nhật Bản Thì cái cách mà tạo đáp án sai đầu tiên đó là theo cái kiểu là dâu ông nọ cắm cầm bà kia á mọi người Ví dụ, ở ừ, người ta bảo là món cà của Ấn Độ đúng không? Thì các bạn nhìn cho mình này Trong cái bài này những cái chỗ nào mà xuất hiện món cà của Ấn Độ này Đây, đúng không? Món cà của Ấn Độ thì nó là, là nó gì nhỉ? Nó sinh ra ở Ấn Độ này Và thứ hai gì nhỉ? Món cà của Ấn Độ thì nó tương đương với từ hong bano cà Thì làm sao ạ? Nó sử dụng những cái chất gì nhỉ? Chất gia vị tạo mùi Sử dụng rất là nhiều gia vị tạo mùi Nhưng mà nó có sử dụng cái gì nhỉ? Cái có cái giai điều ừ, tức là các bạn thấy không? Nó gắt từ một cái từ ở trên này để nó nối vào một cái từ mà tít ở tận dưới bên này thì thực ra cái chỗ mà liên quan đến giai điều này nó đang nói về món kare mà đã được lan truyền được sử dụng được nấu ở nhật bản thôi nha nên là nó nó đang gắt của một cái là món ăn kare của ấn độ mà lại sử dụng nguyên liệu hay có ở nhật bản thì đây là một cái kiểu mà ra đáp án rất là gọi là đáp án sai rất là căn bản mà người nhật người ta hay hay cài vào nhá thì gọi là kiểu như là dâu nọ cắm cắm bà kia đấy mọi người Ờ, các bạn nghe bạn này có thể hơi bị uh, chưa hiểu hết bài bạn nào mà chưa hiểu hiểu hết bài thì có thể nghe nó hơi bị khó theo dõi đúng không nhưng mà uh, cái bố cục khi mà mình giảng các bài đọc hiểu ở trên này đó là chúng ta sẽ đi từ cái cách những cái gọi là những cái uh, cách làm bài đọc hiểu khi mà chúng ta đi thi sau đó thì vẫn đến quay cuối cùng mình vẫn sẽ đọc lại cho các bạn một lần để các bạn hiểu được chính xác nghĩa của toàn bộ bài là cái gì nhá. Đấy, thế bây giờ chúng ta giải quyết xong câu số 2 rồi, câu số 3 này. Europa no kades Thì cái từ Europa nó chỉ xuất hiện một lần duy nhất ở trên cái này thôi mọi người. Đây, ừ, cái món đó nó được lan truyền đến Europa và sau đó thì nó mới vào Nhật Bản. Chứ nó có nói thêm gì về món kade của Nhật Bản thì ra làm sao không mọi người? Cũng không đúng không? Nên là cái này Ừ Mà đặc biệt là cái từ Cô xin điều Nó cũng không gắn với cả Yoruba no kare Mà nó gắn với gì nhở? Ừ hong no kare Là món Indo no kare Nên là cái này cũng kiểu Gắp vào nhau ấy mọi người Các bạn hình dung cái cách Mà mình làm Làm đọc hiểu phần này không nhở? Mọi người mọi người có hình dung ra không? Các bạn có theo kịp cái tốc độ giảng và cái nắm được cái ý đồ bài giảng của mình không nhỉ? Hay là câu số 4 nhá. Ừ, là gì nhỉ? Người Nhật thì rất là thích món cà rê của Ấn Độ. Thì đây, đúng, trên này nó có cái thông tin này. Ờ, ừ, rất là nhiều người à món cà rê mà được rất là nhiều người Nhật yêu thích ấy thì nó là món được sinh ra ở Ấn Độ. Nhưng mà các bạn nhìn cho mình nhá. Ờ ừ. Hai câu này sẽ hoàn toàn khác nhau nhá Một là cái món cà rê mà người Nhật đang ăn là họ thích ấy Ừ, là cái món có xuất xứ từ Ấn Độ thôi Chứ còn khi mà vào Nhật thì có thể nó sẽ thay đổi nó khác rồi đúng không? Nên là gì nhỉ? Nên là cái câu này nó khẳng định là Ừ, cái mà người Nhật thích là cái món ăn cà rê mà nó có xuất xứ từ Ấn Độ Chứ không phải là món cà rê của Ấn Độ Nhớ mọi người nhá Được chưa nào? Nên là nếu mà về mặt câu chữ thì nó sẽ có thể khác nhau như vậy được chưa? Hay, thế thì ở ừ, câu này cũng sẽ là một câu mà nó hơi hơi gì đấy hơi hơi đánh lừa cái thị giác của chúng ta một chút đúng nào vậy thì bây giờ rồi các bạn làm đúng không ạ Đâu? Đây. rồi thế thì bây giờ mình sẽ cùng nhau dịch lại với các bạn toàn bộ cái bài này nhá ừ mọi người sẽ cùng nhau nghe mình dịch và để xem rằng là a à, Vậy thì với một cái bài như vừa nãy thì các bạn có thể hiểu được chính xác bao nhiêu phần trăm với những cái gì mà người ta nói nhá Ví dụ câu đầu tiên này Cái món cà rê cái mà người Nhật, rất là nhiều người Nhật yêu thích Thì nó là một món ăn mà được sinh ra, được ra đời từ đất nước Ấn Độ Được chưa? Indo de umareta yori de được Các bạn nhìn thấy de arus ở đây là gì nhỉ? Nó là đuôi câu này nó sẽ bằng với đà mọi người nhá Được chưa? Bằng với đà nó là văn viết của của đà nhé ,ですね. ok tiếp tục này sore ga ni tsutawatte soko kara nihon ni haite kita nó có hai vế đúng không và chủ ngữ cái vế đầu tiên là gì nhỉ cái đó cái đó thì nó sẽ là cái gì à, mọi người đố mọi người biết cái đó là cái gì trong trường hợp này cái đó nó sẽ là cái gì nhỉ ừ. cái đó chính là gì nhỉ cái món ăn đó nhá cái món cà rê mà xuất xứ từ ấn độ đấy thì nó nó được lan truyền rộng rãi được lan truyền rộng rãi sang gì đấy sang châu âu và và từ đó số quốc cả nó mới vào đất nước Nhật Bản nhị hôn nhị hái tịch ok chưa nào tiếp tục này hôn bà nó cà đê vợ cô xin điều ô cực với câu này các bạn nhìn ngay xuống cuối đuôi câu cho cô nhá đó gì nhỉ soda đã nó đi với gì ạ à? đi với thể thường ờ ừ, thể thường ok thì mình sẽ dịch là nghe nói là nghe nói là cái món cà món cà ấy của à, uh, Bạc, của của gì nhỉ mà ở nơi xuất xứ là ấn độ ấy thì nó sử dụng rất là nhiều ô oh, cứ sử dụng rất là nhiều những cái chất mà tạo mùi tạo uh, chất gia vị nhá ừ, gia, vị tạo mùi tạo cay chẳng hạn và nó khá là khác ở oh, gọi chigao tương đối khác rất là nhiều so với cái món mà của nhật bản nihon no mono né? Ok chưa so nào? Tiếp tục này. Thôi kuni kara tsutawatte kita ryouri ga Nihon de henka shite katei ryouri to nari Nihonjin no shokuseikatsu ni nakute wa naranai mono ni natta. Và rồi, cái gì đây nhỉ? Cái món ăn. Các bạn nhìn thấy chưa? Mình sẽ dịch gần như là không bỏ chữ nào cho các bạn đúng không? Và chúng ta sẽ phân tách câu thành từng cái vế một để các bạn có thể dễ dàng dịch hơn. Và khi mà phân tách được từng vế một rồi chúng ta xác định đâu là chủ ngữ rồi chúng ta dịch theo cái chủ ngữ đấy từng cụm một nhá cái món ăn mà được truyền bá uh, được lan truyền từ cái đất nước xa xôi ấy thôi từ nước xa xôi là nước gì nhỉ nước ấn độ xa xôi đến đến với nhật bản ấy thì khi mà ở nhật thì nó đã gì nhỉ nó đã thay đổi henkaise rồi nó trở thành một cái món ăn trong gia đình như thế nào kate diodi là những cái món mà thường ngày chúng ta vẫn nấu để ăn với nhau Điều chưa? Rồi tiếp này Và rồi nó đã trở thành một cái thứ mà Một cái món mà Mà Nắc tèo à ra này Nắc tèo à ra này gì mọi người nhỉ? Nắc tèo à ra này gì? Là món ăn mà không thể thiếu ở ừ, món ăn không thể không có Trong cái đời sống ẩm thực Chokusei katsu esne của người Nhật Trời ơi, tập hiểu hay ghê á mọi người Hay đúng không? Và câu cuối cùng này, mizika na zairyou de tegaru ni tsukuru koto ga deki, gohan ni ao koto ga ryou no hitotsu daro. Và hẳn là có lẽ là có lẽ là làm sao đây mọi người? Có lẽ là ừ, cái việc mà chúng ta xác định cả cái câu này chủ ngữ sẽ là từ cái từ cô tổ trở về trước và cái đằng sau nó sẽ là vị ngữ lý nó tốt sự nhé mọi người nhá tại sao mình có thể nhanh chóng mà tìm ra được chủ ngữ vị ngữ và xác định câu văn nhanh như vậy à mọi người đúng mọi người biết vì sao vì mình đã luyện đọc rất là nhiều rồi, đúng không? Thế nên là nếu như mà ngày hôm nay các bạn còn cảm thấy rằng là mình chưa nhanh chóng để tìm ra xác định được câu văn nhanh á thì các bạn có thể dựa vào những cái những cái cách mà mình gì đấy, mình phân tích câu, mình gạch câu như thế này để chúng ta luyện được nhiều hơn nhá, tự luyện nhiều hơn với những cái bài đọc mà mình đang có, được chưa nào? Thì câu cuối cùng này, hẳn là cái việc mà thì trong cái việc mà nó sẽ như thế này, từ đây cho đến đây là cái việc gì đấy, chúng ta sẽ phân tích tiếp này. Hẳn là cái việc mà có thể dễ dàng dễ dàng nấu với những cái nguyên liệu mà gần gũi, điều đấy những cái nguyên vật liệu gần gũi trong cuộc sống hàng ngày thì à, và gì nhỉ và lại còn hợp với cả cơm nữa ở ừ, thì hẳn đó chính là một trong những cái lý do thì đối với các bạn biết lý do của việc gì nhỉ lý do của việc thì nó sẽ gắn kết với cái câu trước lý do của cái việc rằng là cái món ăn rê đấy khi mà nó chuyển sang ấn độ à chuyển sang nhật bản thì nó trở thành một cái món ăn mà thường ngày của người nhật Để thế nào rồi sau khi mà nghe các bạn à, nghe cô giáo dịch như vậy thì các bạn cảm thấy rằng là mình đã hiểu được khoảng bao nhiêu phần trăm so với những gì mà mà bài nó nói nhỉ? Ờ, chúng ta tổng kết lại nhá, cái cách làm một bài đọc hiểu như sau: chúng ta đi từ câu hỏi để chúng ta bám được cái keyword của nó. À mình xác định, ok, bài này mình phải tập trung vào cái ý là gì nhỉ? Tìm những cái nội dung xoay quanh từ khả đề. Trong cái bài này chỗ nào xuất hiện từ khả đề chúng ta khoanh 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 được chưa nào? Tiếp tục một cái cách nữa. Bước số 2 là chúng ta nhìn liếc qua bốn đáp án để mình xem là bốn cái đáp án này nó khác gì nhau và chúng ta bắt theo những cái từ khóa nổi trội nhất của nó. Ví dụ, cái số 1 là kare với cả nihon no kate Cái số 2 là indo no kare thì mình sẽ phải tìm trong bài chỗ nào giải thích về Indo no kare ở ừ, mình cũng xem là à chỗ đây nó giải thích nó có giống với cái trong trong đáp án số 2 không hay câu số 3 này europa no kare ne cũng như vậy à trong bài europa đâu nhỉ ừ, mình sẽ tìm xem là à những cái thông tin xoay xung quanh europa nó có đúng như cái đáp án số 3 nó nói không hay câu số 4 là gì nhỉ ờ nihonjin ga Indo no kare ga daisuki với một cái câu mà kiểu như tự nhiên nó dễ mà nó trông như kiểu nó, nó xuất hiện gần như ở bên nguyên sinh như này càng những câu này các bạn càng phải đọc thật là kỹ bởi vì đây những cái cách mà người ra đề họ họ hay đánh lừa thị giác của chúng ta đấy nhớ ừ. một cái bài mà với những cái câu mà mang mà ngay mở đầu như này nó nó khá là vô thưởng vô phạt đúng không nên là gì nhỉ càng những cái câu đấy chúng ta càng phải chú ý xem là gì nhỉ có khi là một cái sự cài cắm rất là nhỏ thôi trong phần ý nghĩa nó cũng có thể quyết định đến cái việc là đáp án đấy đúng hay sai ok chưa rồi <laughs> nói nhiều quá nhỉ Ai <laughs> mọi người mọi người thấy um, thực ra khi mà mình mình dạy ấy mọi người, kể cả ở trên lớp mà như là những cái lớp luyện đề N3, N2, N1 ấy các bạn học viên cũng hay bảo là cô nói là em không kịp thở luôn đúng không các bạn có kịp thở không ạ <laughs> ok nhưng mà bởi vì là đọc hiểu thì nó sẽ nó nó sẽ phải nói hơi nhiều như thế nhưng mà thực ra mình cũng rất là ngại dạy đọc hiểu qua livestream nhưng mà um, các bạn học viên thì rất là thích học đọc hiểu với mình và và nếu như mà mình cảm thấy rằng là um, nếu như mà ở trên các bài mà livestream này dù like đọc kiểu nó hơi vất một chút Và có thể nó sẽ không thu hút được nhiều bạn theo dõi một chút Nhưng mà nó có giá trị thì mình cũng rất là hy vọng là nó sẽ tạo được Mang lại được cái giá trị cho những bạn đang cần nhá Và mọi người nếu mà muốn động viên thì hãy like và thả tim cho mình đi ạ <laughs> Và comment nhá Nghe cô giảng là yêu tiếng Nhật thêm à Ừ rồi thì bây giờ xong n ba chưa Ờ, rồi bây giờ thêm một bài nữa nha Xin mời các bạn cùng nhau làm cho mình Và trong những lúc các bạn làm thì mình sẽ nghỉ ngơi 2 phút nha mọi người nhá 2 phút và nhớ comment đáp án nhé. Ok Hai. Nhớ chọn đúng nha Ok Cách làm Đọc câu hỏi Nhặt từ đáp án, từ khóa Rồi quay lên bài đối chiếu những cái từ khóa chỗ đấy nha. Cách làm chỉ có như vậy thôi Nên người ta gọi là gì nhỉ tìm chúng đọc đúng đấy ờ tìm xong rồi thì bắt đầu đọc chính xác những cái chỗ mà cần phải đối chiếu thôi nha các bạn nhớ lịch like cho mình là từ thứ hai đến thứ sáu mọi người nhá à, nhưng mà nghỉ thứ hai thứ ba tuần sau <laughs> từ thứ hai đến thứ sáu từ um, giờ nhật sẽ là từ 11 một rưỡi đến 12 hai rưỡi nhá và cụ thể lịch like trong như thế nào ví dụ như là ngày hôm qua sẽ like n bốn n năm hôm nay thì mình sẽ like đọc hiểu của n ba n hai À, từ dần cuối tuần đều lai like đọc hiểu à n3 like n2 đấy. Ừ. Đúng rồi, càng sợ đọc hiểu càng phải dịch mỗi ngày. Không sao. Ừ. Nhưng mà các bạn thấy um, dạy ok không? <laughs> ok đúng không? Rồi. Uh. Câu này bài này dễ không mọi người? Ồ ừ, bài này um, uh. À. Ủa sao các bạn chọn đáp án sai nhiều thế nhỉ? Tường, Nguyễn Ngọc, Tường Vi Đáp án số 2, đáp án số 2 à? Bạn này đáp án số 2 à? Ây, à, dạ dạ Nhớ cho cô này Khi mà các bạn đã đặt bút Chọn một đáp án đúng thì các bạn phải trả lời cho cô là Vì sao ba đáp con lại sai nhé. Nó sai hay, sai ở đâu? Mình phải có cơ sở bằng chứng rõ ràng nhá Ây à, dạ Ố Cả lớp chọn đáp án 2 luôn Ừ Ơ hay là mình nhầm nhầm nhỉ ờ thế à đáp án số 2 à ồ ờ, ha hình như là đáp án số 2 thật rồi mọi người ừ ok rồi cô chữa bài nhá mọi người nhá đây là một cái dạng bài mà chúng ta sẽ gặp cực kỳ nhiều trong n ba n hai đó là một cái dạng bài về mail đúng không, mọi người thì các bạn nhớ cho cô này thường nhá một bài về mail á quanh đi quẩn lại những cái câu hỏi về bài mail của nó thì nó sẽ chỉ quanh quanh kiểu là hỏi một ví dụ như bài này sẽ là mục đích của người viết mail đó là cái gì thôi cái đầu tiên ví dụ sẽ có những dạng câu câu hỏi là gì nhỉ mục đích của người viết bức mail này nó là cái gì đây Tanaka-san ga nakamuda sang nimeiro ne mục tiêu của người viết bức mail này là cái gì hoặc là một cái dạng câu hỏi tiếp là cái người mà đọc bức mail này sau khi đọc thì sẽ phải làm cái gì tiếp theo ạ ờ ừ. Hay là cái điều mà người viết mail này muốn nhờ vả thông qua cái bức mail đó này nó là cái gì? Thì các bạn hiểu cho mình nhá. Về mặt bản chất thì những cái bài bức thư, những cái bài bức mail Câu hỏi nó là gì chăng nữa thì các bạn để cho mình Dù thế nào nó chỉ xoay quanh một cái 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 cái, cái gì nhỉ Cái 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 ý câu hỏi quan trọng nhất đó gì nhỉ Cái mail này gửi cho người ta để làm cái gì thôi Thế đúng không? Thì giống như kiểu khi mà mình nhắn tin qua live này Mình gửi một bức mail cho ai đó thì mình cũng bắt giờ chỉ bảo bảo vì có một cái gì mà mình muốn truyền đạt thì mình mới hỏi người cho người ta đúng không? Nên là về mặt bản chất tất cả những cái bức mail nó đều xoay quanh cái nội dung là là à người viết cái bức mail này thì viết để làm gì muốn truyền đạt cái gì cho người ta dù là cái dạng câu hỏi nó là gì chăng nữa nhá. Thế thì có hai điểm mà mình nghĩ là các bạn cần phải lưu ý khi mà nhìn vào một bài mail thứ nhất đó là các bạn để cho mình thứ nhất này. Đây. Cái này là cái gì nhỉ? Kenmeno à nhé là cái gì nhỉ? gọi là cái gì ở trong bức mail này mọi người nhỉ cái cái um, à, khi mà gửi bức mail mình hay có cái chỗ phần uh, tiêu đề của bức mail đấy nhớ không đấy thì ví dụ có cái này sẽ có những bài đây sẽ chính là những cái gợi ý cho chúng ta về đáp án nhá goyoya gì về cái việc đặt đặt hàng đúng không tiếp tục này cái số 2 mà các bạn cần phải lưu ý cho mình nội dung bức mail đó là chúng ta không cần đọc những cái mà gọi là mở bài hay là những cái câu mà kiểu như là Mang tính chất là chào hỏi kết luận như thế này Không cần phải đọc Vì các bạn thấy cái form của mail, form của bức thư Bao giờ nó cũng có mở đầu và kết thúc Những cái kiểu như là xin chào, cảm ơn Rồi các thứ đúng không? Thì những cái này là cái chúng ta không phải đọc Cái cần phải đọc sẽ là thường là những cái nội dung Mà nó nằm ở chính giữa của cái bức mail đấy Của bức thư đấy Ví dụ trong cái phần này chúng ta sẽ có mấy câu ạ Có ba câu thôi mọi người đây có ba câu đây thì ba câu này làm thế nào để chúng ta nhìn nhanh được các bạn nhìn nhanh cho mình những cái đuôi câu cho mình nhá thứ nhất ví dụ câu này là kandio itashimashita ne à chúng tôi đã làm xong cái gì đó được chưa tiếp tục này và go kakunin kudasai anh chị hãy xác nhận nhé và ba là gì ấy nhỉ ờ go lên lắc cực kudasai hãy liên lạc nhé thì đây là cái cách mà mình thường hướng dẫn các bạn ở trong những cái lớp N2, N3, N1 của mình đó là với những cái bài mèo á để mà nhanh các bạn nắm ý được các bạn nhìn nhanh xuống đuôi câu cho mình nhá. À, mở bài không biết là cái gì. Ờ, cảm ơn xin lỗi cái gì gì đấy đúng không? Xong với câu tiếp theo là gì nhỉ? Ờ ừ, chúng tôi đã hoàn thành xong cái gì đó nên là các bạn hãy xác nhận cái gì đó và hãy liên lạc thế nào hay nào đó. Được chưa? Thế là mình hình dung nhanh được cái bố cục bức mèo này nhá. Ok. Tiếp tục đọc xong câu hỏi và lưu ý xong những cái phần như này rồi, các bạn quay trở lại nhìn cho cô bốn đáp án. Cũng giống như vừa nãy các bạn nhìn nhanh cho cô những cái keyword mà các bạn các bạn có thể nhặt ra từ bốn đáp án đấy nhá. Yeah. Ví dụ số Ơ, nó cho đáp án luôn rồi hả? Ở đáp án số 1 nhá. <laughs> ừ cái số 1 sẽ là gì nhỉ? Kokuken no yoyaku ma xe Ừ, và oshiraseru, shiraseru thông báo về cái việc là đây có ba từ khóa đúng không? shidaseru, sumasete, sumasete ですね。và yoyaku. thông báo về cái việc gì nhỉ? Các bạn biết từ sumasete được này là cái gì không? Đây một cái từ rất là quan trọng nếu như mà ngày hôm nay các bạn nào mà còn chưa biết thì hãy lưu lại ngay cho mình cái từ này. Nhớ, được là hoàn thành là xong nhá. Thông báo về cái việc đã làm xong, đã hoàn thành xong cái việc đặt đặt gì nhỉ? Cô cư kèn là cái gì mọi người? Cô cư kền là cái Cô chỉ nó chỉ tội snap là cái vé máy bay ấy mọi người nhá yeah. Tiếp số 2 này Số 2 là gì nhỉ? Muốn người ta gửi Thế thì ví dụ những cái đuôi câu mà hô hoshi này hô hoshi là mình muốn ai đó làm gì thì các bạn sẽ xem là À những cái thông tin mà nằm trong những cái câu mà ra lệnh như thế này Thì nó có trùng với cái từ gì đấy nhỉ? Ô hoshi này không? Được chưa? Thì các bạn nhìn nhá Đây nếu mà là chúng ta bắt được cái keyword này thì mình sẽ xác định là a. À, cái điều đấy nó sẽ là nằm ở trong những cái câu mà có gì nhỉ? Có cái đuôi câu yêu cầu ra lệnh như vậy trong bài Hay câu số 3 này Câu số 3 cái gì ở Ừ là thông báo Thông báo về việc gì nhỉ? Hên cô Trong cái bài nó có từ hên cô gì không? Thì mình cũng sẽ phải cân nhắc suy nghĩ cái đấy nhá Hay câu số 4 này Ừ Rồi hãy muốn người ta xác nhận Xác nhận thế nào? Vì có những cái điểm mà chưa biết Thế sau đó xong rồi thì bây giờ các bạn sẽ cùng nhau nhìn vào cho cô Chúng ta có thể bắt đầu dùng phương án loại trừ ờ, ừ, dùng phương án loại trừ thế nào cũng được ờ, ừ, ví dụ như câu chúng ta loại trừ từ dưới lên trên thử xem nhá ở ừ, ờ, loại trừ từ những câu dễ nhất đi đúng không các bạn khi mà làm bài đọc ấy ngoài cách làm là chúng ta tìm vào những cái đáp án đúng thì chúng ta cũng có thể dùng phương pháp còn lại là chúng ta loại trừ từ đáp án sai đi ra mà thậm chí là thường nhé những cái cách làm mà loại trừ từ đáp án sai đi ra đôi khi nó còn dễ làm hơn được chưa nào? Để khi mà mình loại trừ được rồi thì mình có đủ căn cứ cho những cái đáp án sai đấy rồi thì mình quay lại đáp án đúng thì mình sẽ dễ xác định được cái đáp án đúng đấy. Nó liệu có phải là đúng không? Chứ còn nếu mà mình đọc lần đầu mình xác định đối chiếu nó trong bài thì đôi khi là có thể chúng ta hơi bị kiểu như không tự tin đúng không? Vậy bạn nhìn nhá. Nào, fume na đấy Thế mình nhìn trong bài này có chữ kakunin. Được chưa? Kakunin. Rồi, fume na tên Rồi. Thế các bạn đọc chỗ nào cũng được. Ờ kakunin thì kakunin cái gì ạ? Trên này nó kakunin cái tên file được desu nó không phải thứ mena tên đấy nhé, thế mình sẽ thấy là cái vế đầu tiên nếu mà các cư nhìn nó sẽ sai là một rồi này, cái số hai là thứ mena tên cả, thì chúng ta đọc nốt cái câu này thứ mena tên cả gozai mastera nhé, nếu như có cái điều gì mà các bạn không hiểu thì mới liên lạc chứ có phải là vì có điều không hiểu nên là muốn các bạn xác nhận lại không, không đúng không, nên cái câu này cũng theo cái kiểu là nó gọi là gì nhỉ cài cắm một cái ý nó khác với trong bài mà nó cũng kiểu nhặt nhặt những cái từ vựng mà xuất hiện trong bài để tạo thành một cái câu mà sai về ý nghĩa đấy nên là các bạn nhớ này khi mà lên đến N3 nhá đừng có giữ cái tư duy đừng có giữ cái kiểu là chúng ta không không phân tích kỹ cái câu đấy ý nghĩa câu đấy mà chúng ta chỉ gọi là áng áng đúng không thấy là cái từ này xuất hiện ở trong bài rồi nên là ôi hình như đáp án này đúng đấy ta thế là chúng ta chọn vào cái đấy là cái 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 nguy hiểm nhất với người làm đọc hiểu mà từ N3 trở lên nhá ờ ừ, nên là thường những cái đáp án nó sẽ sử dụng tất cả những cái từ mà có ở trong bài Và cái quan trọng mình sẽ phải xem là cái sự kết dính giữa những cái 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 từ trong bài đấy vào trong đáp án nó có chuẩn không Nhá, câu số 1, à câu số 4 sai Câu số 3, đây là một cái cách mà cho đáp án sai đó là đưa ra một cái thông tin hoàn toàn không xuất hiện trong bài Không có cái từ nào hên cô ở trong bài này cả mọi người ạ Có, các bạn tìm cho cô cái từ hên cô, cái từ đáp án nào Có cái từ nào mà nó là hên cô là một hay là những cái từ mà đồng nghĩa từ hên cô Hên cô là gì nhỉ? Là thay đổi đúng không nào? không có đưa ra một cái thông tin không được xuất hiện trong bài không có luôn đây dò từ trên xuống dưới có ba dòng thôi không có nhá đấy câu số 2 này muốn người ta gửi cái tên profile được cái câu này thì lại cô thấy vừa nãy có rất là nhiều bạn cho đáp án sai à đáp án hai mọi người tại sao thế nhỉ các bạn nhìn nhá khi nó có một cái từ cực kìa nổi trội như này rất là dễ xác định nó nằm ở đây thì các bạn sẽ xem cho, cho cô là cái từ đấy nó có đi đúng với động từ đấy không Nhá. trong cái bài này nó bảo là gì nhỉ thêm file kudasai hãy xác nhận cái file đính kèm nhé có thể chúng ta không biết cái từ file đính kèm là gì nhưng mà mình nhìn này cái động từ mà đi kèm với cái câu thêm file được từ thêm file được này nó không phải là cái từ gì nhở oktais nhé nó bảo là mình hãy xác nhận đi cơ mà đúng không thế còn lại nó bảo là gì còn chỗ này nó bảo là hãy gửi cho chúng tôi Thế thì sẽ đáp án gì? Ừ cái câu này sẽ thấy là kể cả chúng ta không hiểu từ thêm phương phai được là gì Chúng ta cũng có thể loại trừ dựa vào những cái từ Nhớ rồi, đọc kỹ Mình xác định được cái từ khóa này rồi Mình đọc kỹ trước sau nó xem mà nó có trùng với mặt ý nghĩa không Không có chúng ta loại luôn nhá Thế còn cái câu cuối cùng, câu số 1 Đố mọi người biết từ sứ ma xe đựa này nó trùng nghĩa với cái từ gì? Câu này trùng nghĩa từ gì nhỉ? Đúng rồi, có bạn Nguyễn Bảo Long comment cho cô ấy Đó là gì nhỉ? bằng với từ kandio itashimashita ne. ですね. Đó là gì nhỉ? Thông báo về cái việc là đặt việc đặt vé máy bay đã ok. Thế thì chúng ta chúng ta lúc này chúng ta loại được ba đáp án rồi, chúng ta xác nhận lại một lần cuối với cái câu này thì đọc trong bài này. Ở chỗ nào mà liên quan đến chiketo desu ですね. Đây, cô cư kê nó thế hai và cô idai no tori đi, o kandio itashimashita. Đây là cái câu quan trọng nhất đúng không? Những cái việc sắp xếp ở cái việc thế hai là gì nhỉ? Sắp xếp cái vé gọi là ô khu cô cư kể là cái vé mà khứ hồi á thì đã chúng tôi đã hoàn thành cái việc gì nhỉ? Việc đặt trước theo đúng như những cái gì nhỉ? Quý khách yêu cầu của idai nốt to Như vậy, câu này đây sẽ là cái chỗ quan trọng mà chúng ta cần phải tìm đúng không? Đây chúng ta so sánh nó. Ờ ừ, thì gặp một cái từ mà cùng nghĩa với nó trong bài kanryo itashimashita desu Đáp án chính xác là đáp án số số gì nhỉ? Số 1. Được chưa nào? OK chưa? Đấy, đây, cô sẽ dịch lại cái câu này cho các bạn nhìn nhé. Ờ, nhân à, cái dịp à, lần này đúng không? Lần này thì làm sao ấy nhỉ? Thì à, chúng tôi đã hoàn à đây nhỉ? À, chúng tôi cái gì nhỉ? Những cái gọi là việc sắp xếp cho những cái vé máy bay khứ hồi từ Tokyo đến Seoul này à, vào à, theo cái dự định lịch trình là gì đấy nhỉ? Là sẽ sẽ ra khỏi uh, gọi là gì nhỉ sẽ xuất cảnh xuất cảnh vào ngày mùng 2 tháng 10 và uh, quay uh, quay trở lại vào dự định là vào ngày mùng 5 ở ừ, với cái gói là 4 ngày 3 đêm ấy, thì chúng tôi đã hoàn thành cái việc đặt theo đúng như quý khách yêu cầu về chi tiết show master về chi tiết thì thì hãy xác nhận trong file đính kèm thêm file của các cư dạy và thêm nữa là nếu như mà có những cái điều gì mà quý khách chưa rõ khứ mê tên các thì hãy gì nhỉ cố lên là cử cư đà hãy liên lạc với chúng tôi nhé thì các bạn để ý cho cô nhé sẽ có những cái Uh, có thể sẽ có những cái phần mặt lý thuyết rằng là À với những cái bài đọc hiểu thì các bạn có thể lưu ý Là nó nằm sau những cái từ nối như thế này Nhưng mà uh, Sẽ có những cái bài mà nó sẽ không có những cái từ nối Về mặt lý thuyết cho chúng ta để chúng ta nhìn ngay Xác định ngay được uh, uh, Thế nên thậm chí là cái từ now này Là một cái từ mà cũng có thể là Ở đâu đó sẽ, yêu cầu, uh, sẽ nhắc chúng ta là Nên chú ý vào những cái từ đấy Nhưng mà để một cách an toàn hơn đó các bạn cứ nhớ cho cô này những cái nội dung chính những cái nội dung quan trọng của một bức mail thường nó sẽ đặt ngay sau những cái câu chào hỏi được chưa nào và nằm ở chính giữa của cái bài bạn đọc đấy về mặt gọi là bố cục nên các bạn cứ lưu ý thật là kỹ cho cô những cái phần mà ở chính giữa và phần còn lại đó là chúng ta dựa vào những cái từ keyword ở trong phần đáp án đối chiếu lên xem trước với sau nó có tạo thành những cái câu mà nó trùng nhau là ý nghĩa hay không được chưa ok chưa rồi bạn này mọi người làm đúng không đúng thì ai đúng thì like nè, à. <laughs> ok rồi đến bài cuối cùng hơi khó nhìn đúng không? cái bài này nó bị nó hơi dài nên cô đang phải chia thành hai cái trang khác nhau. À... Thế thì bây giờ sẽ cho các bạn làm kiểu này nhé. Với một cái bài dài như này và đằng sau nó vẫn còn đằng sau như này. Ừ, thế thì có khi nào mà chúng ta chẳng cần phải đọc hết cả bài mà chúng ta vẫn làm được đáp án đúng không nhỉ? Các bạn nhìn nhé, đây một cái bài nó kéo từ trên xuống dưới đây phải đi chia làm hai trang đúng không? Đây. Thế nhưng mà nó hỏi 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 phần gạch chân này. Đấy. Thế thì liệu rằng đây có thể là một cái bài mà chúng ta chẳng cần phải đọc hết cả bài và chúng ta chỉ cần tìm đúng cái chỗ mà chúng ta cần tìm, tìm trúng cái chỗ chúng ta cần tìm và soi đáp án thì vẫn có thể tìm được đáp án không nhỉ? Hãy thử nhá. Đó là các bạn không cần phải đọc đoạn trước, các bạn chỉ cần đọc đoạn sau như này. Các bạn tìm được câu đáp án nào. Ok, cho một phút nhá. Được không? Không cần đọc hết cả bài này. Một phút nào. Bắt đầu. Các bạn nhớ comment nhá. À và đây là của N2 nha Các bạn N3 thì cũng thử thách lên N2 cho cô nha, không sao cả bởi vì là đôi khi những bài N3 nó cũng sẽ có những cái bài hơi khó còn các bạn N2 thì hãy gì nhỉ hãy thử thử sức cho cô nha liệu tin đồn rằng không cần đọc hết cả bài mà vẫn cho ra được đáp án thì có đúng không nhỉ nhưng mà thực ra đây là một cái cách dạy à cách học mà mình không sử sư mê lắm trong những lớp học luyện đọc hiểu bởi vì là ví dụ trong những cái lớp luyện đọc hiểu thì mình sẽ đi cho các bạn từ những cái lý thuyết căn bản nhất luyện đọc câu luyện dịch câu xác định chủ ngữ vị ngữ này ờ, và chúng ta phải trang bị được cái kỹ năng đọc lướt đọc sâu sau đó cuối cùng chúng ta mới đi đến cái đoạn là À nếu mà nhỡ đâu đi thi mà mình không kịp thời gian thì mình sẽ phải làm sử dụng đến cái chiêu thức cuối cùng này nhá nhưng mà chiêu thức này nó cũng là một cái chiêu thức khá là quan trọng đúng không nào đấy rồi Nhung Trần đáp án số 3 hả? Các bạn khác phải chứng kiến lên nhá. Mọi người phải chính kiến lên. Hiểu bao nhiêu người sẽ làm đúng hết cả 3 câu trong ngày hôm nay nhỉ? Rồi, bạn Bùi Đức đáp án 1, à đáp án 4. Trúc Mai 1, Tuấn Lăng 4. À ok. Thú vị đấy. Mai Cua đáp án 4. Các bạn khác nào. Các bạn gửi đáp án cho cô xem nào. Thì bây giờ không hiểu hết, đoán cũng được Chọn đáp án cho cô, Thu Hiền 4, Ánh Lê 4 Sao lại chọn hết đáp án 4 đấy nhở? Ừ. Sao là đáp án 4 ta? Gai cô cửa nó mô ya Cô hồ gã Cô kêu ta tổ mốt tê được cả đá Không số 1 này Nhi hông gô nhí chô đổi y cô tố bà ya Hiêu cả đá Câu số 2 này Gai ngữo wa seikatsu o kara koso a to kara. Các bạn trận nào số 1 rồi, quay xe. Nào có ai quay xe không? <laughs> Cho các bạn. 3 gọi là gì nhỉ? 30 giây để, để suy nghĩ lại xem có quay xe không nhỉ? <laughs> phải chứng kiến thôi nhé mọi người nha phải chứng kiến. Đừng có thấy tất cả mọi người đều chọn đáp án thế mà mình cũng chọn theo. <laughs> ấy mọi người chứng kiến lên Ngân nguyện đáp án 3 Đấy, cô bảo phát tất cả đều quay xe hết đáp án luôn Nhớ phải chứng kiến lên nhá <laughs> Đi thi thì mình đã chọn đáp án, ví dụ chọn đáp án 4 rồi nhìn, Tự nhiên nhìn đứa bên cạnh, ừ, trông có vẻ giỏi giỏi đúng không? Nó chọn một chẳng hạn, chọn hai chẳng hạn Ừ thì mình cũng chọn một chọn hai ôi, ôi Rồi, mọi người chọn xong chưa? Quay xe hết chưa? Quay xe hết chưa? Rồi Nào, mời cô cho đáp án nhá Đáp án nhá Đấy Chà đáp án của chúng ta đó số 4 yeah. Chúc mừng các bạn đã quay xe Ok Có ai bị quay xe không ạ? À? Có ai bị quay xe sai thì đáp án 4 sang đáp án khác không? Bị cô Thanh, bị cô Thanh lừa như vậy phát là chọn đáp án khác không? Đó, có ai quay xe không? Rồi 1 nên so, so, so. Đấy Nên là cô bảo này Mọi người nhớ nhá Nếu như mà các bạn đã luyện đủ ok rồi Thì đi thi Hãy giữ nguyên cái chứng kiến lập trường của mình đúng không Chúng ta áp dụng tất cả những cái kỹ năng Tất cả những kiến thức mà bạn đã trang bị được Hãy tin tưởng vào chính mình nhá Đừng giống như Đừng, đừng giống như vừa nãy Cô thấy vừa ở bên trên một loa trận ăn bố đúng không Xong cô Thanh nói một phát Vậy là các bạn quay hết sang đáp án 1, 2, 3 đúng không nào đúng không ờ, nhung sàng này hay là gì đấy trang ờ, liên sàng hay là an sàng lan sàng vân vân các bạn nhá đừng để bị lừa nhớ chưa nào hãy tin tưởng vào những cái gì mình có nó nó tốt thì không sao đúng không kể cả nó có sai chăng nữa thì nó cũng là kiến thức của mình được chưa nào kể cả nó là sai chăng nữa cũng là kiến thức của mình hãy hãy để cho mình vấp ngã nhá để cho mình vấp ngã chứ đừng dựa vào đứa bên cạnh nhá <laughs> không à em biết quá rõ chiêu lừa của Sensei rồi á nào bây giờ cùng chúng ta cùng nhau nhìn nhá các bạn nhìn cho cô câu hỏi trước nhé Bao giờ nhìn cho cô câu hỏi trước ừ. Nihonjin ga katakana no kotoba đây là một cái câu hỏi hỏi về cái gì hả à, mọi người? Hỏi về cái lý do Lý do của cái gì? Của cái phần gạch chân đây Đây, đúng không? Naze ka ne Tại sao người Nhật lại sử dụng những cái từ katakana với cái ý nghĩa như thể là gì nhỉ? Nó gì đấy, với cái ý nghĩa mà cảm giác như là nó nó cao cấp, nó xịn sò hơn. Thế thì dựa vào cái này các bạn nhìn nhanh được cho cô luôn là khi với N1 thì cô sẽ không khuyên như này. Nhưng mà với N2, N3 thì cô khuyên các bạn là gì nhỉ? Với những cái câu mà hỏi về phần gạch chân và hỏi những cái câu mà tại sao như này, các bạn dựa cho cô vào những cái dấu hiệu về ngôn từ nhá Và đặc biệt là tập trung vào những cái chỗ trước và sau cái chỗ gạch chân đấy Bây giờ mình nhìn vào trong bài trước và sau phần gạch chân đấy Có cái chỗ nào mà thấy xuất hiện của cái việc là giải thích cho lý do không? Các bạn nhìn cho cô nào Có cái chỗ nào mà xuất hiện giải thích cho lý do không nào? Mọi người nhìn không? Và chỉ cho cô luôn nào Chỗ nào nhỉ? Đâu nhỉ? Có không ạ? À? Rồi chúng ta có Nà so sô nà được cả tùy tộ Ok chưa? Naze so nó được to các bạn biết nghĩa là gì đây nhỉ? Là N2 ơi Các bạn N2 N3 chưa biết nhưng mà cũng có thể trang bị thêm cho cô Nếu mà nói để, để Nếu mà nói rằng là gì nhỉ? Tại sao nó lại như vậy thì Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây Câu trước nó đây này là gì nhỉ? Người Nhật là đang sử dụng cái từ katakana mà theo cái ý nghĩa mà kiểu xịn so, kiểu 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 ok hơn ấy, à kiểu kiểu gì cao cấp hơn ấy thì tôi thấy là nó khá là tiếc đúng không? Thì bây giờ người ta hỏi, người ta trả lời luôn là tại sao lại như thế đúng không? Thì nếu mà để nói lý do tại sao như thế thì ta 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 ne. Tiếp tục này, omotte desu ne. Các bạn thấy có hai cái omotte được và ở trong liền sau luôn cái câu mà nói lý do đúng không? Thế bây giờ việc của mình, các bạn có thể làm theo cách một là các bạn đọc chỗ mà chúng ta vừa mới tìm được chúng đấy. Rồi, chúng ta soi vào bốn đáp án xem bốn đáp án nào mà tương đương, được chưa nào? Với những cái dạng bài mà chúng ta có thể tìm được những cái chỗ mà xuất hiện đáp án và dường như là truyền tải cái nội dung của đáp án đấy chúng ta đọc từ trên rồi chúng ta soi vào bốn đáp án, làm như vậy cũng được. Ờ, ừ, thì nó sẽ nhanh hơn cái việc là chúng ta soi từ bốn đáp án đi lên giống như những cái bài, bài vừa nãy Nên các bạn thấy nhá, những cái cách làm chúng ta một là chúng ta soi từ đáp án đi lên vào trong bài Hay là chúng ta soi từ bài vào trong đáp án Nó rất là đa dạng như vậy thì tùy vào mỗi bài các bạn có thể Các bạn có thể gì nhỉ, linh động cái cách sử dụng nào cho nó hợp lý hay được Được chưa nào, thì ví dụ bài này khi mà cô đã chọn được cái lộ chỗ mà có thông tin như vậy Thì, thì cô sẽ chọn theo cái cách ngược lại chúng ta đọc từ trên nó đi xuống Bây giờ nhá, nếu mà để nói tại sao như vậy thì tôi nghĩ rằng thế nào nhỉ? Nihonjin jin wa doumo mukashi kara nihon no mono nihon no mono yori gaikoku no mono no hou ga ichidan ue da to omotte Ichidan ue có thể không hiểu nghĩa, cũng không sao nhưng mà các bạn có thể đoán được nghĩa không ạ? Ichidan ue là gì nhỉ? Nhìn nhìn từ chữ Hán nào? Ờ, ừ. lên trên một bậc tức là là gì ạ? À? Nó vượt trội hơn, nó xuất sắc hơn, nó hơn nhá. Thế thì mình sẽ hiểu gì đấy? Tôi nghĩ rằng là làm sao nhỉ? Người Nhật thì dường như là từ ngày xưa đã luôn luôn coi rằng là gì đấy? Coi rằng là những cái thứ mà của nước ngoài thì nó là cao cấp hơn, nó là tốt hơn so với những cái đồ của Nhật Bản. Đấy là lý do đầu tiên. Cái thứ hai nữa là gì nhỉ? Mata Ego no ho ga nihongo yori kou kyu de susunda kotoba da to omotteru desu Và lý do số 2 nữa là gì nhỉ? Dường như là họ nghĩ rằng là gì đấy? Tiếng Anh thì dường như là nó là một cái thứ ngôn ngữ mà gì đấy nhỉ? Mà nó cao cấp hơn. Ừ. Tuyệt à, cao cấp hơn tiếng Nhật. Thế bây giờ lý do nó sẽ hai cái. Một là đồ của nước ngoài thì hơn đồ của Nhật một bậc và hai là tiếng Anh thì hơn tiếng Nhật là cao cấp là xịn hơn tiếng Nhật. Vậy thì có đáp án nào mà nó truyền tải hai cái ý đấy không nhỉ mọi người nhỉ? số mấy? Số, đoàn số 4 đúng không nào? Gai koku no mono và kotoba no ho ga ne. Nó tập trung hay ý. chuẩn chưa? Cô cần đọc hết cả bài không? Không đúng không? Ừ, ga ko kiu da to omotte iru kara. Được chưa nào? Hay vì họ nghĩ rằng là đồ của nước ngoài và và tiếng Nhật thì nó cô kêu hơn. Ok chưa nào? Nó cao cấp, nó xịn hơn nhá. Hay. Rồi, thế thì khi mà chúng ta đã với những cái dạng bài này chúng ta đi từ, 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 từ đây đi ra thì các bạn sẽ thấy là tìm được đáp án sẽ nhanh gọn hơn đúng không? Thế sau đó nếu như các bạn có thời gian, đi thi các bạn có thời gian các bạn có thể bắt đầu nhìn lướt qua cả một bài Chúng ta lại làm lại cái hành động là gì nhỉ? Chúng ta bám theo những cái từ khóa của đáp án sai, soi vào trong bài xem là những cái chỗ đấy nó có nói đúng hay không? Nhá Thế bây giờ cô dịch lại cho các bạn cả bài nhá, để các bạn sẽ cùng nhau nhìn, à, nắm được cái ý bài này Cái bài này cũng là một bài rất là hay này, hay lắm mọi người ạ, các bạn nhìn nhá mà Hajime hà dì mê nhị, nì hôn gô nô mì điều cử Trước tiên thì tôi muốn nói chuyện về cái sức hút của tiếng Nhật Được chưa nào? Đấy, sức hấp dẫn nha Nì go no nô mì điều cử ếch nè Nà dè kà tù yếu tô, mì nà sàng và nì de koto đê hà nà xê rì ga e hì dô nì tì Tại sao thì đó là bởi vì Được chưa nào? Tại sao thì nó là bởi vì Bởi vì gì nhỉ? Ở ừ, có một cái xu hướng rất là mạnh mẽ ở đây đó là xu hướng gì ạ? Xu hướng là dường như là mọi người, mọi người gì đấy? Mọi người sẽ có cái xu hướng rất là mạnh đó là thường nói, nói gì ạ? Nói những cái gì sẽ là ố, nói những cái điều mà có thể nói bằng tiếng Nhật Nhưng mà lại nói bằng gì đấy? Nói bằng chữ katakana Ok chưa? Ờ, ừ, nhớ này, nói cái gì sẽ là ố và nói bằng cái gì sẽ là đệ Được chưa nào? Tiếp tục này Omise to iu i kotoba ga aru ni mo kakawarazu Stoa to ittari shite iru nhé Ví dụ như thế này Bất kể, đúng không? Bất chấp việc là Ni một cà là dự, ngữ pháp của N2 đúng không? Mặc dù bất chấp cái việc rằng là Có một cái từ rất là hay đó là cái từ omise Nhưng mà người ta lại đi nói bằng cái từ là store Tiếng Anh đúng không? Store Cho nó xịn sò đúng không nào? Tiếp tục này wa watashi dattara chūmon suru Atsuraeru tuyu tokoro o oh, da suru to hoặc là một cái trường hợp khác một cái ví dụ khác à đi vậy hoặc là một ví dụ khác nếu như là trong trường hợp của tôi chẳng hạn nhá và ta đặt nếu là tôi thì thì gì đấy nhỉ tôi sẽ thường nói là o oh, sơ cho ừ, vào những cái lúc mà cần phải nói rằng là gì đấy chiu sơ suru hoặc là được chỉ là hai cái từ này đồng nghĩa với nhau nhá thì ừ, tôi cũng thấy đấy tôi cũng nói katakana nhiều hơn đấy mặc dù tiếng nhật cũng có cái từ là mong sơ suru hay là gì nhỉ atsurai được -er. 確かに日本人はそんなふうに言葉を使い分けることで生活を豊かに楽しく,、えー、楽し,くしているということは言えるですね。r う r à n い là cũng có thể là ật, 日本人は ể nói rằng là ャンガ・ジー・デイニャーを尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾で尻尾 sonna fu ni kotoba o tsukai desu ne. Thì thì gì đấy nhỉ? Thì à, gọi là gì nhỉ? làm cho cái cái đời sống sinh hoạt nó trở nên phong phú và gì nhỉ? vui vẻ hơn. À, bằng cái việc là sử dụng rất là nhiều những cái từ lạ tai như thế đúng không? Ờ ừ, thì giúp cho cuộc sống nó trở nên phong phú và vui vẻ hơn. và no kanai ga kinjono no e yaoya ni iku toki desu ne. Yaoya no store ni daikon o shopping ni iku to wa iwanai desu ne. Các bạn biết yaoya gì không mọi người nhỉ? là cái cửa hàng rau củ ấy ờ, Nhưng mà ví dụ trong trường hợp là bà vợ của tôi nhá Bà vợ của tôi khi mà đến cái cửa hàng rau củ ở gần nhà Thì tất nhiên là bà ấy sẽ không nói rằng là gì nhỉ Anh ơi em đi shopping uh, củ cải ở store uh, store rau củ nhé. tức là gì nhỉ tức là trộn những cái từ mà kiểu uh, katakana nghe cho nó sang chảnh các mọi người ý là như vậy nhá Đấy, tiếp tục này À, to to thì lý do vì sao bà vợ tôi lại không nói thì lý do bởi vì gì đấy nhỉ? Bởi vì những cái từ như là từ store hay là những cái từ như là shopping thử tiếng Anh đúng không? Thì nó sẽ sử dụng khi người ta đi đến những cái cửa hàng cao cấp hơn nhá, cao cấp hơn. Và Nihonjin wa sonna fu ni shite kotoba o tsukai wakete và gì nhỉ? Và người Nhật thì làm sao nhỉ? Người Nhật thì họ sẽ thường là gì đây nhỉ? Gọi là rất là vui thích với cái việc là sử dụng à, chia ra để sử dụng những cái ngôn từ theo cái cách như vậy. Ví dụ trong những cái cuộc sống hàng ngày chúng ta dùng những cái từ thuần Nhật, nhưng mà những cái từ mà kiểu cao cấp hơn đúng không? Những cái lúc mà đi những cái chỗ cao cấp hơn thì chúng ta sẽ dùng là shopping, đứa, à, store, vân vân nhá. Đấy thì đây là cái mở bài rất là hay cho cái câu chuyện này, được chưa nào? Và chúng ta đi đến cái đoạn cuối cùng mà vừa nãy mình tập trung vào cái đáp án của chúng ta đúng không? So yu imi de wa warui koto de wa nai to omou keredo katakana no kotoba o koukyu na imi no hou ni tsukau to iu no wa zannen de aru Hai vế nhá Với đầu tiên là gì nhỉ? Tôi tôi nghĩ rằng là với cái ý nghĩa đó thì nó cũng không có điều gì là xấu cả Ở ừ, so yu imi ý... de wa desu ne warui koto de wa nai desu ne Nó không phải điều gì xấu cả Thế nhưng mà tôi lại cảm thấy rất là tiếc đúng không? Thật là tiếc cho cái việc rằng là rằng là gì đấy nhở người ta sử dụng những cái từ katakana theo cái ý nghĩa mà nó kiểu là cao cấp hơn nhá tiếp tục này Ừ, tại sao lại như thế nhỉ? Thì thì làm sao nhỉ? Bởi vì là ừ, người Nhật, người Nhật gì đấy, từ ngày xưa dường như họ đã nghĩ rằng những cái đồ của nước ngoài thì nó cao cấp, nó hơn, vượt trội hơn những cái đồ của Nhật. Hay là gì nhỉ? Thêm một cái nữa là gì nhỉ? Vì họ nghĩ rằng là tiếng Anh thì nó sẽ là những cái thứ ngôn ngữ mà nó cao cấp hơn tiếng Nhật. Và câu cuối cùng của chúng ta là gì nhỉ? Sode ga eikyou shite iru no wa nai ka. Và dường như chẳng phải là hay sao? Cái từ no de wa nai ka là một cái câu hỏi mà Người người viết đặt ra để hỏi lại các gọi là những người đọc đúng không để gần như đây là một cái câu mà bày tỏ quan điểm của tác giả và chẳng phải là cái điều đó nó nó đang ảnh hưởng cho cái việc rằng là gì nhỉ rằng là người Nhật lại thích sử dụng từ katakana hơn trong những cái trường hợp mà dùng để nói về những cái cao cấp hơn hơn sao, hơn hay sao đúng không? Vì những cái lý do như thế này. Thì đấy là một cái bài bài như này nhá video có xem lại được không mọi người có em ơi bài like thì vẫn sẽ được uh, lưu lại ở trên page của chúng ta và bạn nào mà muốn xem nhanh hơn thì các bạn có thể xem uh, clip được chỉnh sửa lại ở trên kênh youtube nhá đấy thì đó là uh, bài đọc của chúng ta ngày hôm nay thì hy vọng rằng là thông qua ba bài đọc này và thông qua cách chữa này các bạn hình dung được rằng à ở dũng Môn Y, uh, các thầy cô đang hướng dẫn các bạn học viên của các bạn uh, của chúng mình là rằng là ở uh, chúng ta sẽ học đọc hiểu như vậy Ờ, và cái cách mà mình đã cùng với các bạn học viên ở Dũng mô Modi tiến bộ hơn đọc hiểu mỗi ngày là thông qua những cách làm như vậy đấy mọi người ạ à. nhớ yeah. nên là thực ra đọc hiểu không có gì khó cả chúng ta bắt đầu bằng những cái việc là chúng ta đào sâu vào những cái gì mà chúng ta đang cảm thấy khó đã rồi dần dần các bạn sẽ quen rồi dần dần các bạn sẽ thích ở ừ, các bạn nhận ra được cái cách làm cho nó thì mọi thứ nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều nhá yeah. ok và chuỗi livestream tiếp sức mùa thi của Dũng Modi sẽ vẫn còn vào tuần này mới chỉ bắt đầu thôi các bạn nhớ lưu lại lịch cho chúng mình nhá từ hai thứ sáu ở Việt Nam là từ chín rưỡi đến mười rưỡi và ở Bản sẽ là từ 11 rưỡi đến 12 rưỡi à, và lịch livestream cụ thể ví dụ như là ngày hôm qua thì sẽ là livestream N4 N5 và từ thứ hai đến thứ sáu à từ 3, thứ ba thứ sáu thì sẽ livestream hết N3 N2 n một nhỉ? Ừ, ví dụ ngày hôm nay sẽ là livestream về kỹ năng đọc hiểu ngày mai chữ từ vựng ta từ vựng chữ hán ngữ pháp các bạn nhớ lưu lại lịch nhé và mọi người nhớ thả tim share clip share livestream giúp mình nhá và hẹn gặp lại các bạn ở các buổi tiếp theo nhá mình tất cả các bye bye